đàn ông ấy rú rú ở nhà nấu cơm rửa bát quét nhà không đáng mặt đàn ông. Vợ nói không dám cãi lại nữa câu. Đàn ông là phải làm việc lớn, giao lưu gặp gỡ bạn bè mua bán hàng rồi làm chủ gia đình. Là vợ đàn ông nói gì là vợ là phục tùng, phải nghe lời lắm chứ không như các ông ấy. Phục tùng vợ như các ông ấy phải ra ngoài chợ mua được cái vé vào bằng mặt nhé. Anh đang làm gì đấy? Hả? Anh đang làm gì á? Đi vào đây em nhờ cái nhanh anh. Công chờ tôi đi, tôi vào tôi xem vợ tôi bảo gì nhé. Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Còn gì nữa đâu mà còn gì.